Em tiếp tục về đầu CD cho các bác này. Đầu CD rồi là đàn guitar điện cho các bác đây. Guitar điện hôm nay có một số con VIP lắm, cực kỳ VIP luôn. CD và guitar điện cho các bác. Trước khi vào guitar điện thì em sang cho các bác lô CD và giải mã. Đủ các loại luôn, bình dân đến cao cấp, giải mã có hết. Đáp ứng được tất cả các nhu cầu cho các bác từ nông thôn đến thành thị. Để sau đây em sẽ mời các bác đến với lại lô đầu giải mã này. Đối với lô CD này báo cáo các bác nhé. Đây, em sẽ giới thiệu số từng số thứ tự cho các bác luôn này. Thứ nhất là con Technic. Đây là con Technic này. Con Technic này là model của nó là SLP150. Con này số thứ tự là số 01, giá 1 triệu 2 ạ. 1 triệu 2. Đấy, 1 triệu 2. Tất cả đây là đều đầu size rời nhé, trên 42 nhé. Xuống dưới con thứ hai đó là con Đờ Nông. Con Đờ Nông DCD 850. Con này con số 2, giá 1 triệu 6 ạ. 1 triệu 6. 1 triệu 6 nhé, 1 triệu 6. Số 02 giá 1 triệu 6. Con này có digital, có cổng cổng quang da này. Đấy, mặt mũi rất là đẹp luôn nhé. Mặt mũi còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Xuống đến con số 03. Đấy, con số 03 nhé, coi nhé. Số 03 này. Nhìn thấy chưa? Đấy, con số 03 này, này. Số 03, giá 1 triệu rưỡi. Đó là con Sony. Con Sony này là con Sony đây, CDP 950. CDP 950 ạ. CDP 950. Xuống con số 4 là con giá 1 triệu 2. Đó là con Victor. Con Victor XLM403. Con này chạy 6 đĩa một hộp. Con này 6 đĩa, một hộp đĩa ở đây 6 đĩa. Một hộp 6 đĩa con số 4 giá 1 triệu 2. Giá 1 triệu 2, 6 đĩa. Xuống đến con số 05 cũng giá 1 triệu 2, đó là con Technic SLP600C. Đó. Cũng 6 đĩa tiếp. Con này cũng 6 đĩa. Được chưa? Con này nó cũng 6 đĩa luôn. SLP 6002. Đấy. Sang đến con, đấy là con số 05 rồi. Sang đến con 06. Đây, con này con số 06 này. Nó nhìn thấy chưa? Con số 06 đó là con đầu Marzahn. Con này thì đầu chuyên nghiệp rồi. Con này đầu chuyên nghiệp. Em test thử thì một ở bên đĩa chạy rất là tốt. Nhưng một bên thì đĩa nó cả chế độ ghi cả chế độ gì, tóm đi tóm lại là một bên hoạt động ok, chất lượng âm thanh thì rất tốt rồi, còn một bên thì các bác cứ về học chế độ ghi cái gì nghịch nhá, này không nắm được. Hoạt động một bên ok. Số 06 giá 1 triệu 9, con này là đầu chuyên nghiệp rồi, mà dàn đấy. Đấy, con này thì đằng sau đây, đằng sau nó còn có cả cổng digital in nhé, có cả cổng digital in này, digital out này, rồi là cổng Canon này. Ôi giời, nhiều nhiều cái nút chỉnh chế độ lắm, các chế độ này. Cái này thì các bác ha. Đây. Mấy nút quang, cổng quang ra này, hai cái ra một cái vào này. Tóm đi tóm lại là về những cái này thì các bác mò nhé. Em chỉ test thấy đĩa một bên cửa chạy ok thôi. Còn đâu về các bác tự mò tự dịch thôi. Giá 1 triệu 9 giá bèo rồi. Xuống đến con phía dưới đó là con đầu Philips. Con đầu Philips số thứ tự là số 07, giá 2 triệu 8. Đầu Philips số 07 giá 2 triệu 8 ạ. Đây là con đầu Philips, riêng dòng Philips thì cho chất âm thì khỏi phải nói rồi. Con Philips CD 723. Philips. Xuống tiếp tục con dưới tiếp theo nó là con Kenwood. Con Kenwood D3050. DP3050 này. 3050 số 8 giá 1 triệu 2. Con số 09 giá 1 triệu 3. Đó là con gì? Đó là con Đờ Nông. Đờ Nông DCD 770. Đờ Nông 1 triệu 3 770. Xuống tiếp tục nữa là con Technic SLP 555. SLP 555. Con này là con số 10, giá 1 triệu rưỡi. Con này chạy class A luôn này. Con này đánh càng lâu càng hay này. Sang xuống con số 11 giá 2 triệu 9. Cũng tiếp tục class A hai con này. 2 triệu 9.
Đó, con này đều có hai cổng optical, đều có cổng out quang ra nhé. Con này SLP999 2,9 triệu. Chưa? 2,9 triệu. À, sang đến con tiếp theo nữa, đó con bao nhiêu đây? À, con số 11 rồi, sang đến con số 12. Đó là con đầu giải mã của Sony. Đây, bác nào chưa giải mã Sony nhá. Em giải mã Sony này là em giải mã model là GE780. Dòng này không cần đĩa mồi nhé, con này không cần đĩa mồi. Số 12 giá 3 triệu 9. 3 triệu 9. Con Sony giải mã này. Sang đến con tiếp theo đó là con Onkyo, con này là con đầu CD. Số 13 giá 900 nghìn. Số 13 900k. Con Onkyo. Onkyo C100. Xuống tiếp tục phía dưới nữa, đó là còn một con Sony giải mã. Con này chạy hai cửa giải mã luôn, có nghĩa giải mã hai vế. Vế này có nghĩa là bác mua một chiếc đầu này được hai thành hai chiếc đầu đấy. Vế này riêng một vế và vế này riêng vế. Nếu vế này hỏng thì còn vế này cơ. Nên là mua một được hai. Đấy. Con này con giải mã của Sony MDSW1 số 14 giá 4 triệu 6. Chuyên giải mã, được chưa? Không cần mồi. À, xuống dưới tiếp tục con này thì rất là nổi tiếng. Con này nổi tiếng là tiếng nó rất là sáng và trong nhưng nó lại chạy đĩa mồi. Con này là con Pioneer MJD7. Nó chạy đĩa mồi, tóm lại là đấy, con này còn có cái sách hướng dẫn đây. Số 15 giá 3 triệu 8. Nhưng con này đặc biệt lại cho chất âm rất là trong. Đấy, mà rất là tốt và hai cổng optical, cổng 1 cổng 2. Tùy các bác thôi, mỗi các bác có một sở trường chơi khác nhau. Thật ra đĩa mồi nó cũng chả có cái gì cả. Nó chỉ thả mục đích cái những con về sau này nó không có đĩa mồi là nó ngày xưa là họ không có cái cá lẫy để ấn vào. Nó như cái băng của mình ấy, cái băng cuốn băng mình gạt gạt cái cần lẫy đi thì mình không bao giờ mình ấn được nút rec để ghi cả. Những con này cũng vậy thôi. Những con này bây giờ nó họ sẽ cải tiến thêm là những con này ngày đời đời trước là họ không không biết cách. Họ không cải tiến được cái lẫy cần mổ mổ vào cái đầu băng để em nói mục đích của nó là cần phải ấn đĩa rách, ấn đĩa rách phải có cái đầu băng đấy thì nó mới 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 nhận cái lệnh để chuyển giải mã đấy. Con này cũng vậy thôi, nó y như kiểu đời cổ với đời mới bây giờ. Đời mới bây giờ thì họ hiện đại hơn, là họ có thể bỏ qua cái chức năng ở đằng sau cái đĩa MD. Các bác nhìn nó có cái cần gạt nhé, cần gạt ở sau đĩa vuông ấy. Bác mà gạt hở cái khe đấy ra thì không bao giờ ấn ghi rách được, không ghi được mà bác phải gạt lấp nó lại. Nó như ngày xưa cái băng cassette của mình ấy, mình cứ bẻ cái đầu nóc cuối cùng của băng ấy thì không bao giờ ghi được, có ấn cố là gãy lẫy ngay. Bắt buộc nhiều lúc là người ta bẻ mất là mình phải nhét cái bông vào thì mình mới ghi được lại. Con này nó cũng vậy, đời trước với đời sau. Nhưng con này cho chất âm sạch lắm, rất là sạch. À, xuống dưới cùng nữa đó là con Sony, tiếp theo nó có GE 780 cũng giá 3 triệu 9. Tiếp 3 triệu 9 các bác, được chưa? 3 triệu 9. À, cầm cho anh cái dây ra đây nào. Em đang thử đây. Cái dây đâu? Cần gì phải một cái dây kia là ra thôi mà. Cứ cầm cái kia cắm vào đầu vào đây. Dây trắng này. Chết thật. Giờ vẫn ở đây. Đây còn súp Pioneer đây, test test cho các bác. Súp Pioneer. Con này là chữ này khi tắt điện nhé. Đấy là nó tắt đi này. Đây chẳng qua là ở ánh sáng ngoài nó sáng quá thì nó phản này. Đấy. Cắm một đầu vào đây, một đầu vào đây là xong cái gì một một. Không sao đấy. Để mà test thử nhạc cho bác. Cắm được đấy. Test nha. Nó chưa đủ lên tầm, nó phải lên nháy cột đèn này cơ. Biết tại sao không? Do cái điện thoại này của mình ra nó không cắt được hết súp ấy,
nó ra nó có tiếng, nó không hay, nó phải ra ấm ấm cơ. Đấy bác ấy test súp nó oánh nó rung quá, nó vào nó thu vào điện thoại nó cứ phè phè phè, nó không hay, nên là không ai test súp cả, ít khi người ta test súp lắm. Đấy mấy khi người ta tiếp xúc không đấy, rất là ghét luôn. Nhìn em con này nháy đèn cột lên cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bác nghe ở ngoài nó cứ phì phì phè 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 kiểu nó đánh rung mạnh quá, nó rung cái màng mic thu ấy. Được chưa ạ? Con súp này cực kỳ đẹp luôn, chất đẹp, để cho các bác 4 triệu 8 nhé. 4 triệu 8. Cảm ơn các bác.